Những thông tin về giá cả thị trường nông sản sẽ tiếp tục chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, tuần qua cả ba miền ghi nhận giá lợn hơi giảm từ 1 đến 2 ngàn đồng một ký so với tuần trước. Giá thu mua dao động trong khoảng từ 54 đến 58 ngàn đồng một ký. Giá lợn hơi miền Bắc tuần này giảm từ 1 đến 2 ngàn đồng một kg tại nhiều địa phương trong khu vực, dao động trong khoảng 56 đến 57 ngàn đồng một kg. Theo đó, ba tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội giảm 1 ngàn đồng một kg xuống còn 57 ngàn đồng một kg. Tương tự, thương lái các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Bắc Giang đang thu mua lợn hơi với giá 56.000 đồng một kg, giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg so với tuần trước. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi tuần này điều chỉnh không quá 2.000 đồng một kg tại nhiều nơi, dao động trong khoảng 54 đến 56.000 đồng một kg. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Lâm Đồng giảm 1 đến 2.000 đồng một kg, hiện thu mua trung mức 55.000 đồng một kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng xuống còn 54.000 đồng một kg, mức thấp nhất trong khu vực. Thị trường lợn hơi miền Nam tuần này chứng kiến giá thu mua giảm rải rác ở hầu hết các địa phương trong khu vực, dao động trong khoảng 55 đến 58.000 đồng một kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng một kg trong tuần qua, thương lái các tỉnh Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ và Sóc Trăng đang thu mua trong khoảng 55 đến 56.000 đồng một kg. Tiếp tục đà giảm, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang và Hậu Giang giảm 2.000 đồng một kg xuống mức 55.000 đồng một kg. Còn tại Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu và Đồng Tháp, giá lợn hơi giảm 2.000 đồng một kg trong tuần này. Thương lái thu mua với giá 56 đến 58.000 đồng một kg. Sau đây là thông tin giá cả của một số mặt hàng nông sản. Hôm nay giá tiêu tăng từ 1.500 đến 2.000 đồng một kg, trong khi đó thì giá cà phê tiếp tục đi ngang ở mức ổn định. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng một kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng một kg. Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay ổn định, giao dịch quanh mốc 42.500 đến 43.100 đồng một kg. Cụ thể, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở mức giá 42.500 đồng một kg. Tại huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giữ ở mức 43.100 đồng một kg. Tại huyện Ea Hơ Leo và Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện cùng giữ mức 43.000 đồng một kg. Tại Giang Nghĩa và Đắk Rấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 43.000 và 42.900 đồng một kg. Thưa quý vị, làng nghề Việt Cường ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên là làng nghề làm miến lâu đời tại Thái Nguyên. Từ một sản phẩm phụ của địa phương cho tới giờ, miến Việt Cường đã được mệnh danh là một trong tứ quý của Thái Nguyên, cùng với chè và gạo bao thai được mặc định là đặc sản của xứ trà. Từ tên của một làng nghề truyền thống thì miến Việt Cường tới giờ còn là tên của một thương hiệu miến sạch có giá trị cao ở trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Làng Việt Cường, xã Hóa Thượng, tỉnh Thái Nguyên. Nghề làm miến ở đây đã có lịch sử gần 70 năm với khoảng 50 hộ vẫn duy trì làm nghề. Nguyên liệu chính để làm ra miến là củ rong giềng tía. Từ bước đầu sản xuất theo công thức của làng nghề, khoảng năm 2007, Hợp tác xã Miến Việt Cường đã quyết định không sử dụng hóa chất tẩy trắng, sản xuất ra các sản phẩm miến rong tự nhiên có màu đen xám. Đây là một quyết định táo bạo bởi thị hiếu chung khi đó, người dân đã quen với sản phẩm miến trắng bắt mắt. Mới đầu cũng gặp khó, mà ngày xưa là cứ phải trắng mới bán được. Thế thì sau đó thì tôi qua quá trình nghiên cứu là tại sao mình không bán những cái miến sạch cho mọi người ăn. Đấy, mà lại mình cứ phải làm như này thì khi mà tôi ý tưởng thế chúng tôi phát triển ra, nhưng mà sau đó thì mọi người rất hưởng ứng. Thế từ đó là chúng tôi thấy rằng là mình như thế là đi đúng hướng. Để làm sao là từ củ rong tinh bột và cho đến sợi miến hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn nguyên, không pha tạp cái gì hết. Để thực hiện tiêu chí sản xuất miến sạch, Hợp tác xã đã tổ chức xây dựng vùng trồng nguyên liệu tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Mỗi năm, các vùng trồng cung cấp 400 tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Trồng, đấy, nó phải là tự nhiên. Đấy, thì cái việc đấy là anh em là cũng kiểm tra, giám sát và cũng được là giám định đàng hoàng. Với hai nữa là bản thân cây rong giềng ấy, thì nó cũng không cần hóa chất, không cần thuốc sâu. Là chỉ cần tự nhiên nó đã tốt rồi. Khi không sử dụng hóa chất, bột nghiền tự nhiên sẽ nhanh chua và khó bảo quản.
Do vậy, ngoài nguồn nguyên liệu tốt, hợp tác xã phải ứng dụng máy móc để giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý nguyên liệu, nhập tới đâu, sản xuất tới đó. Hiện 90% các công đoạn sản xuất miến của hợp tác xã đều được máy móc thực hiện, tổng đầu tư cho máy móc lên đến 26 tỷ đồng. Khi mà có máy móc hỗ trợ thì nó làm cho cái thời gian làm nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như là mình làm con người thì có thể mà 3 ngày mới lại lọc được một thùng bột. Thế nhưng mà khi có máy móc vào thì nó chỉ làm một ngày và cái bột nó không bị chua. Thì cái chất lượng bột nó sẽ tươi, nó ngon hơn. Nhờ đăng ký nhãn hiệu và sản xuất miến sạch, giá miến của Việt Cường luôn cao hơn các sản phẩm truyền thống từ 1,5 đến 2 lần. Sản phẩm miến rong Việt Cường đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao, trở thành một trong hai sản phẩm của Thái Nguyên đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Đặc biệt, một số sản phẩm đã xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu, Thái Lan, Lào. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, ngoài yếu tố thời tiết diễn biến bất thường, điều khiến nông dân Nghệ An băn khoăn lo lắng trong sản xuất của hè thu, đó là giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá nông sản gần như không tăng. Dịch lở mồm long móng tại Indonesia hiện đã lan rộng ra 16 trong số 34 tỉnh của nước này, lây nhiễm cho gần 21.000 con bò. Chương trình xin được tiếp tục với các vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người nông dân của tỉnh Nghệ An đang tập trung xuống đồng gieo cấy lúa hè thu. Ngoài yếu tố về thời tiết diễn biến thất thường thì điều khiến cho người nông dân băn khoăn lo lắng trong sản xuất vụ hè thu năm nay đó là giá các loại vật tư nông nghiệp đang tăng cao trong khi giá nông sản gần như là không tăng. Vì vậy bài toán đặt ra cho người nông dân đó là nên hay không nên đầu tư thâm canh cho cây trồng trong vụ sản xuất lúa hè thu năm nay. Cánh đồng màu mỡ chuyên canh lúa của nông dân xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, bên cạnh những thửa ruộng đã cấy hoặc đã làm đất thì vẫn còn nhiều thửa ruộng vẫn để nguyên gốc dạ của vụ sản xuất trước. Và với những thửa ruộng này, vụ hè thu năm nay người nông dân đã quyết định bỏ không. Trong khi đó ở xã Quỳnh Yên, nhiều hộ có 5 đến 7 sào lúa nhưng chỉ dám gieo cấy 3 sào bởi giá vật tư nông nghiệp tăng cao nên nông dân sợ gieo cấy sẽ bị lỗ. Lúa thì không tăng, lúa thì hạ mà phân bón là tăng cao mà nông dân làm mà không có thu nhập nhiều. Nhiều nhà bỏ ruộng mùa này đại đa số ở vùng dưới kia là họ bỏ ruộng hết. Không riêng gì bà Bảy mà hiện nay, nông dân ở nhiều vùng cũng đang gặp khó bởi giá các loại vật tư tăng cao. So với 2 năm trước, hiện nay giá vật tư nông nghiệp tăng gấp 2 lần, trong khi đó giá nông sản gần như không tăng. Hiện nay thì do giá cả phấn tăng thì cũng muốn bón đến nhiều để năng suất chất cao, nhưng mà vì điều kiện là phấn đắt quá cho nên là bỏ nhiều thì là bón nhiều thì không có tiền. Do ảnh hưởng của việc tăng giá dầu mới đây, giá phân bón tiếp tục tăng thêm 1 đến 2.000 đồng 1 kg. Đây là mức tăng cao nhất trong 50 năm qua. Giá phân bón tăng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất bởi theo tính toán, chi phí phân bón chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất tới 50%. Với gần 120.000 hecta cây trồng các loại sẽ được gieo chỉa trong vụ hè thu năm 2022, việc giá vật tư nông nghiệp tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức đầu tư của nông dân. Giá cả phân bón leo thang thế, nhưng mà về phía đơn vị thì vẫn thực hiện là giữ bình ổn giá đó cho người dân. Đó. Và bên cạnh đó là về phía doanh nghiệp đã cho nông dân vay phân bón đến cuối vụ mới thanh toán và hỗ trợ về và giá cả hỗ trợ về vay cho vay và không tính lại đến cuối vụ mới thanh toán. Với sự nỗ lực của ngành cũng như cái quan điểm chỉ đạo từ địa phương cho đến là trung ương ấy, thì chúng tôi bằng mọi cách là sẽ đồng hành với bà con trong cái vấn đề mà tăng cường các cái giải pháp để hạn chế về cái chi phí thấp nhất trong cái đầu vào. Chúng tôi đang khuyến cáo là trong cái bối cảnh này thì chúng ta sẽ tăng cường cái phân bón hữu cơ đấy, và chúng ta sẽ bám sát với các cái điều kiện cụ thể của từng chân đất, từng giai đoạn của cây trồng để chúng ta bón đúng lúc, đúng thời điểm và đúng liều lượng đấy, để là giảm cái lượng phân bón nhưng phát huy cái hiệu quả của cây trồng. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, giá phân bón trong nước sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung phân bón đang khan hiếm. Việc sản xuất nông nghiệp thì vẫn phải duy trì. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thì nông dân cần sử dụng phân bón hợp lý, cân đối, đồng thời cần lựa chọn những nhà cung cấp phân bón uy tín để hạn chế được tình trạng mua phải phân bón kém chất lượng. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, khiến giá nhiều loại vật tư đầu vào tăng cao.
Làm thế nào để giảm chi phí sản xuất cũng như giảm giá thành các vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi? Đây là vấn đề được bà con nông dân hết sức quan tâm hiện nay. Trong tuần qua, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, một lần nữa vấn đề này lại được nêu ra để thảo luận. Ông Nguyễn Văn Thanh, đến từ xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đã trình bày trước Thủ tướng và các bộ trưởng. Thời gian vừa qua, giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng cao. Hầu hết các mặt hàng đều tăng rất cao so với trước dịch COVID-19, khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ, phải treo ao, treo chuồng. Thủ tướng Chính phủ có chính sách biện pháp gì để bình ổn giá vật tư đầu vào, tiếp sức hỗ trợ cho nông dân? Giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp liên tục leo thang cũng là vấn đề được hơn 10 triệu hộ nông dân cả nước quan tâm. Về những năm trước, giá cả đầu vào chưa leo thang, thì tổng mức đầu tư trên một HA thì chúng tôi chỉ mất khoảng 40% so với giá trị đầu ra. Đến như bây giờ, giá cả nó leo thang như vậy, đầu vào nó chiếm lên đến gần 70%, và trừ chi phí công đi nữa thì chúng tôi bây giờ là lợi nhuận nó không được bao nhiêu. Ví dụ như là 1 tấn phân là 2 triệu, phân đạm Phú Mỹ là 2 triệu, đến bà con tiêu dùng, nhưng bà con không có tiền thì bà con lại vay từ chỗ 2 triệu đấy, thì ngay tính 2 triệu đấy là lúc trong 6 tháng cho ta thu hoạch, chúng ta trả thì bao một tạ phân đấy là thành 2 triệu 6. Nếu giá vật tư như phân bón, thuốc trừ sâu khiến cho người trồng trọt vô cùng sốt ruột, thì người chăn nuôi cũng điêu đứng khi mà giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng phi mã. Thức ăn chăn nuôi nó tăng lên, cũng đẩy như vậy là cái giá thành nó chăn nuôi nó cũng tăng lên rất nhiều. Thì đối với người chăn nuôi á, thì cũng rất là khó khăn. Hiện nay tại sao bắp nhập nước ngoài về mà mình lại không như vậy là có cái chính sách khuyến khích để cho như vậy là trồng bắp ở trong nước? Ở đây á, lẽ ra nhà nước phải chấp nhận bù lỗ để như vậy tạo công ăn việc làm cho người nông dân. Theo Bộ Công Thương, có 3 nguyên nhân chính khiến giá cả các loại vật tư nông nghiệp tăng trong gần 2 năm qua. Thứ nhất, giá các loại nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón đều tăng cao. Thứ hai, nguồn cung trên thị trường thế giới có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao do phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Và thứ ba là gián đoạn chuỗi cung ứng bởi ảnh hưởng của đại dịch, cũng như xung đột chính trị ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành chức năng sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và cấp có thẩm quyền để tiếp tục kiểm soát cái việc xuất khẩu những cái vật tư thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đặc biệt là vật tư nông nghiệp như là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng như là thức ăn chăn nuôi, vân vân. Thứ hai là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất các loại vật tư đó để có được những nguồn cung, đồng thời cũng phải chủ trì để các doanh nghiệp này ngồi lại để bàn lại và chia sẻ cái khó khăn với người nông dân, sẽ nghiên cứu để có thể là điều chỉnh cái thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng. Và cái giải pháp cuối cùng chúng tôi suy nghĩ rằng nếu như tiếp tục leo thang về giá đối với vật tư nông nghiệp thì Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ kiến nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét để hỗ trợ trợ giá đối với nông dân đối với một số cái vật tư thiết yếu. Bên cạnh ý kiến được Bộ Công Thương nêu ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng các bộ ngành phải nghiên cứu tìm giải pháp điều chỉnh chính sách để phát triển vùng nguyên liệu như ngô, đậu tương, từ đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.